Quyển 92, thứ 2, Nhiếp Trạch Sự Sứ Khế Kinh, phần 4. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói: Thượng tham dạy bảo và trụ khổ, quán sát dẫn phát không nền cúng, mình giải thoát tu luận vô ngã, định pha kiến khổ là rút sau. Có ba nhân duyên ở nơi cảnh sở duyên, Bồ Đạt Già La hành tham phẩm thượng. Những gì là ba? Một, cảnh sở duyên an khang cường thịnh không yếu kém. Hai, cảnh sở duyên đoan nghiêm không xấu xí khuyết điểm. Ba, tập quen tham không phải xả tham. Lại do nhiếp thọ ba chủng đối trị khiến Bồ Đạt Già La ôm lòng tham phẩm thượng như vậy, hãy còn siêng tụ phạm hạnh trong pháp thiện thuyết tỷ lại ra, điều phục tâm khiến tịch tĩnh, hướng là Bồ Đạt Già La mỏng trần, chỉ ôm lòng tham nhẹ và trung bình. Những gì là ba? Một, vì mật hộ căn môn làm chỗ nương, xa lìa tất cả biên thọ dụng dục lạc. Hai, vì ăn uống biết lượng, đầu đêm cuối đêm giảm ngủ nghỉ làm chỗ nương, xa lìa tất cả biên tự khổ hạnh. Ba, vì chánh niệm, chánh biết thắng vượt làm chỗ nương, hành nơi trung đạo hành hạnh xuất ly, nên biết trong đây nơi khéo trụ tâm nương bốn niệm trụ, vào lúc hành cảnh giới hiện tiền. Nếu không nắm giữ ca tướng cùng với tùy hảo, như thật rõ biết thọ sanh trụ diệt. Nếu nắm giữ ca tướng cùng với tùy hảo, như thật rõ biết tưởng sanh trụ diệt, vào lúc trụ như thật rõ biết nhân tầm tư sanh trụ diệt. Kia do tướng chánh niệm chánh biết như vậy, nên ở tất cả thời, ở tất cả chủng cảnh giới sở duyên, năng tránh phòng hộ giữ gìn tâm đúng theo quỹ tắc, đây gọi là chánh niệm chánh biết thắng vượt. Lại có chánh niệm chánh biết thắng vượt khác, đó là hành giả đã đắc diệt tận định, hoặc hành giả đã đắc vô tướng định, hoặc hành giả đã đắc không tầm không tứ định, nên biết nương thánh trụ thiền trụ, trừ trụ chánh niệm chánh biết thắng vượt này, lại không có trụ khác có thể vượt hơn, hoặc từ diệt định khởi rồi mới trụ, hoặc sắp nhập định phương tiện mà trụ, như thật rõ biết thọ sanh trụ diệt, đây gọi là chánh niệm chánh biết thắng vượt. Như nương diệt định như thật biết thọ, thì nương vô tướng định như thật biết tưởng, và nương không tầm không tứ định như thật biết sở hữu tầm tứ, nên biết cũng vậy. Do chánh niệm chánh biết thắng vượt đây chỉ nắm giữ pháp, nên không ở nơi thọ tưởng tầm tứ ấy phát khởi hư vọng phân biệt ngã ngã sở. Nếu các ngũ phù vào lúc thọ tưởng tầm tứ sai biệt sanh khởi, ở nơi pháp thọ không năng phát khởi, chỉ có pháp tưởng, mà chỉ tác nghĩ rằng ta năng lãnh thọ cho đến nói rộng. Do nhận duyên đây, những kẻ kia còn không có chánh niệm chánh biết, hà huống có được chánh niệm chánh biết thắng vượt. Trong đây chánh niệm chánh biết được nói đến ở sau, dành cho quả hoặc bất hoàn hoặc A-la-hán. Còn chánh niệm chánh biết được nói đến ở trước, nếu thuận theo đó, tùy đạt được tác ý không phóng dật, dành cho các vị tự dị sanh cho đến quả nhất lai. Lại do hai nhân duyên Như Lai tự nói, năm nay thần lực của ta suy yếu mệt mỏi, nên khuyến khích các thành phần thỉnh người thuyết pháp. Một, vì khiến những người còn trẻ ý cậy vào sức trẻ trên hành phóng dật, tự sanh sợ hãi nhàm chán. Hai, vì khiến ở đời tương lai các bí sô già suy không đủ sức lực xa lìa nghi ngại, khuyến thỉnh các bí sô trẻ tuyên thuyết chánh pháp. Các bí sô trẻ khỏe đầy đủ sức lực xa lìa nghi ngại, không tâm sợ hãi, nên vì người thuyết pháp. Nên biết trong đây lược có hai chủng sứ tập hội lớn tuyên thuyết chánh pháp. Một, thuyết quyết trạch, hưng khởi đưa ra những sự cật vấn, phương tiện khảo nghiệm, thuyết chánh đạo lý, diệt trừ nghi hoặc. Hai, thuyết trực ngôn, các thính chúng an trú yên lặng lắng nghe vị thầy thuyết pháp, tuyên thuyết chánh pháp. Lại nữa, do bốn tướng gọi là năng thuận theo dạy bảo dạy dặn. Một, vì năng phân tích các sứ sai biệt, ở trong các hành đắc trí kiến vô ngã thành tịnh. Hai, do ở nơi các thọ cùng sở y đều diệt, lìa tăng thượng mạng tối cực tịch tĩnh, nên được kiến thanh tịnh. Ba, do năng vượt qua các khổ vị lai, nên được kiến thanh tịnh. Bốn, do năng vượt qua các khổ hiện tại, nên được kiến thanh tịnh. Trong đây phân tích các sự riêng biệt của nội ngoại các xứ là thức xúc thọ tưởng tư và ái để hiển thị những điều sau. Hiển thị vô ngã do nương phương tiện đạo lý duyên khởi, năng dẫn chánh kiến thanh tịnh đầu tiên. Như ánh sáng nương đèn, như bóng nương cây, đèn cây chẳng phải có, thì sáng bóng cũng chẳng phải có. Hiển thị nội ngoại các xứ sai biệt, làm nhân các thọ. Do các xứ hứa kia diệt không sót thừa, nên các thọ cũng theo đó diệt để tăng thượng mạng. Đối với Niết Bàn như thật rõ biết tịch tĩnh tối thắng, năng dẫn chánh kiến thanh tịnh thứ hai. Ở trong hiện pháp, dùng lực trí huệ năng vĩnh viễn đoạn diệt tất cả phiền não, hiển thị không sót thừa,
tức vượt qua sở hữu các khổ đường lai, đang dẫn chánh kiến thanh tịnh thứ ba, hiển thị trong khắp tất cả pháp thuận khổ thuận lạc, thuận không khổ không lạc, mà không khỏi tham dục, không khỏi xuân khỏe, không khỏi ngu si. Hiển thị kiến đạo, tức là khéo an trụ tâm nơi các niệm trụ. Hiển thị tu đạo, tu các giác phần, tức là khiến các lậu vĩnh viễn tận diệt, nên vượt qua trụ khổ tạp nhiễm hiện pháp, năng dẫn chánh kiến thanh tịnh thứ tư. Lại nữa, có các bí xô không an trụ giữ gìn các căn ở nơi các cảnh giới tầm nhiều ái nhiễm, tầm nhiều tán loạn, do nhân duyên đây thọ hai chủng khổ: một, khổ do thô trọng; hai, khổ do nghi hoặc đối với các pháp. Vì cớ sao? Do phương tiện an trụ giữ gìn căn nên sinh tu thân, đã sinh tu thân nên sinh tu giới chi samatha, nếu không tu thân cũng không tu giới chi samatha làm nhân duyên, tức thân không khinh an, tâm không khinh an, cho nên kẻ kia lãnh thọ các khổ do thô trọng gây ra. Vì thiếu khinh an nên không thể xúc chứng thắng tam ma địa, do nhân duyên đầy sanh nhiều nghi hoặc đối với như thật biết và không như thật biết, cho nên kia lãnh thọ các khổ do sanh nghi hoặc đối với các pháp gây ra. Do trụ hai chủng khổ não đầy nên gọi là không giữ gìn căn và lực tăng thượng duyên, khiến chịu các thứ khổ, trụ không an ổn. Như vậy gọi là ở trong hiện pháp, người không giữ gìn các căn có các quá hoạn, trái với tướng đầy nên biết, tức là người giữ gìn các căn thu được công đức. Lại nữa, có các bí xô vì muốn lìa dục tham nên sinh tu phương tiện, do tu tập đạo ra hạnh chân chánh nên chế phục được các phiền não. Khởi tư duy đây, ta ở nơi các dục, ta có dục tham mà không nhận biết hay là không có, bèn dùng tướng tịnh diệu tác ý tư duy để xác định. Vì tác ý quan sát làm chỗ nương, tìm hiểu nơi trốn do tham dục kia sanh khởi, nhìn thật rõ biết nhớ nghĩ phân biệt, tham dục đây là nơi yên trú thủ thắng của các phiền não, do vị kia phiền não chưa vĩnh viễn đoạn trừ. Nếu lúc tâm bị trôi nổi theo phiền não, tự rõ biết tâm hướng đến thấp hèn, tức liền chế phục. Nếu không chế phục được, dù trước đã đắc ít phần tam ma địa mà còn trở lại thối thất, huống là năng tiến đến phẩm công đức thủ thắng. Nếu tâm bị nổi trôi mà năng tránh rõ biết, trở lại thống nhất tu đối trị sẽ không thối chuyển, lại năng thối hướng tiến đến phẩm công đức thủ thắng. Nếu không khéo quan sát, trở lại phát khởi tăng thượng mạn cũng sẽ thối thất. Nếu khéo quan sát sẽ năng chứng quyết định không bị thối chuyển. Như tu phương tiện để lìa dục tham thì đối với các vị phẩm thượng còn lại tùy chỗ thích hợp để biết cũng vậy. Nếu khi nhìn thấy rõ ràng, quan sát cặn kẽ mà dục tham không sanh khởi, vị kia liền đạt được sự xác quyết: ta đã năng thắng phục các xứ, đối với sở duyên đây lẽ bị phát sanh phiền não mà ta đối với xứ ấy đã thắng phục, khiến phiền não không sanh khởi, vượt qua học địa giống như đại vương, năng tùy dục tâm tự tại mà chuyển, hàng phục tất cả tụ lạc lưới ma, chứng đắc rốt ráo tận vô sanh trí phạm hạnh viên mãn. Lại nữa, như trước đã thuyết ở nơi sáu căn đây có năm tướng không tịch tịnh, nên biết nhiếp thọ ba chủng quả khổ, đó là trong hiện pháp đường căn trụ nơi tạp nhiễm tăng thượng, do hiện hành các bất thiện làm nhân, hoặc người kia trở nên thấp hèn trước mắt mọi người, hoặc bị chế giễu của trách, hoặc bị giết hại, nên hiện pháp thọ hết thảy các thứ khổ như vậy. Lại đương lai thọ trùng trùng các khổ sanh lão bệnh tử, lại do trước lớp lớp tập quen không giữ gìn các căn, là nhân dẫn dắt đường lai lãnh thọ các tạp nhiễm đẳng lưu cũng gọi là khổ. Trái với tướng đây, tức ở nơi sáu căn có năm tướng tịch tĩnh, nên biết nhiếp thọ ba chủng quả khổ diệt. Lại nữa, lược có hai chủng phạm trí thế tục, thật không phải phước điển, ôm lòng tăng thượng mạng tự cho là phước điển, tự xưng ta là chân thật phước điển, nên biết kết thành tánh và tướng không phải chân thật phước điển, nên không đáng nhận cúng dường. Một, ở nơi lợi dưỡng cung kính từ người thu được, hiện tiền đắm trước mạnh mẽ, các căn tham lam làm tánh nóng nảy nhiễu loạn, giả dối biểu hiện hành tướng ly dục. Hai, nhiếp thọ gia sản thân thuộc, chung sống hỗn tạp xấu xa dư uế, chỉ chuyên cầu vật dụng nuôi thân, phạm những việc đã làm không phải vì tự lợi, cũng không phải vì lợi tha, xa lìa giới luật, tránh pháp, tránh hạnh, xa lìa an trụ thiện hạnh đi đến các đường thiện, xa lìa an trụ diệu hạnh niết bàn, nên biết kia cùng các loại ngu phu dị sanh không sai khác. Người an trụ tránh pháp trái với tướng đây, nên biết gọi là phạm trí tháo nghĩa. Lại nữa, ở ngoại tránh pháp đây, có các sa môn bà la môn, vì các đệ tử tuyên thuyết pháp, phần nhiều vì cầu thắng lợi trong việc hỏi đáp, cũng là thắng lợi trong việc thoát khỏi nạn vấn của người. Nên biết kẻ tuyên thuyết pháp như vậy,
chỉ thu được điều vô nghĩa, vô lợi bậc nhất, không lợi ích mình, không lợi ích người. Chư Phật Như Lai vì các đệ tử tuyên thuyết chánh pháp, chỉ vì chứng đắc hai quả thù thắng, lợi ích là mình và giải thoát. Nên biết, bậc thuyết chánh pháp như vậy thành tựu quả rộng lớn, lợi ích rộng lớn, lợi mình lợi người, không gì không viên mãn. Vì ở nơi hành ba đời, vì an trụ nghĩa tối thắng không quên mất, vì ba chủng cảnh sở duyên sai biệt nên gọi là tam minh, hoặc tâm giải thoát hoặc tuệ giải thoát đều gọi là giải thoát. Vì đối trị hơn nữa căn bản tạp nhiễm vô minh ái nên đắc minh và giải thoát chưa từng đắc. Nên biết lược có bốn chủng tu đạo, đó là vì tu căn nên năng trần tránh tu thân, vì tu thân dẫn phát tu thiện hạnh nên năng tránh tu giới, vì tu giới dẫn phát niệm trụ giác tri, tu không điền đảo nên năng tu tầm và tuệ. Trong đây tu căn lại có ba chủng: một, người thế gian tu; hai, bậc hữu học tu; ba, bậc vô học tu. Nếu lực tư trạch làm chỗ nương, tùy nắm giữ cảnh khả ái không khả ái, nắm giữ tướng không như lý, mà không phát khởi các phiền não triền, giả sử chúng tạm hiện khởi liền trở lại trừ khiển, đây là người thế gian tu. Nếu ở nơi thánh đế đã đắc hiện quán, do thất niệm hoặc sanh khởi thích ý, hoặc sanh khởi không thích ý, hoặc sanh khởi đủ hai ý mà tâm không bị triền phược, an trụ kiên cố, ở nơi tạp nhiễm nhanh chóng được giải thoát, đây là bậc hữu học tu. Nếu tâm an trụ kiên cố như vậy, như trước bên trong không hẹp nhỏ, khéo tu tập, khéo vượt thoát, đều không bị tất cả chướng ngại thấp cho đến thất niệm. Đối với những điều khả ý, không khả ý, phát tâm thân cận, hướng đến huân tập tất cả đức, đây gọi là bậc vô học, khéo tu căn thành tịnh, nên biết ba chủng tu giới, tu tâm, tu tuệ cũng vậy. Trong đây chủng thứ nhất là bậc tu căn thứ nhất dẫn, chủng thứ hai là bậc tu căn thứ hai dẫn, chủng thứ ba là bậc tu căn thứ ba dẫn. Tu giới, tu tâm, tu tuệ đây tương quan với ba loại của mỗi dạng hữu tình sai khác, dẫn nên biết cũng vậy. Như vì cảnh giới khả ý, không khả ý sai khác có ba loại, hoặc có cảnh giới một hướng vừa ý, hoặc có cảnh giới một hướng không vừa ý, hoặc có cảnh giới thuộc loại xen lẫn, tức là ít phần vừa ý, ít phần không vừa ý, như chỗ thích hợp tu giới, tu tâm, tu tuệ tương ứng. Như vì hữu tình có ân có oán sai khác, hoặc một hướng có ân, hoặc một hướng có oán, hoặc ân oán lẫn tạp. Như vì hữu tình tương ứng công đức lỗi lầm sai khác, hoặc một hướng có công đức, hoặc một hướng có lỗi lầm, hoặc đều có cả hai. Như vì hữu tình đáng yêu đáng ghét sai khác, hoặc đối với hữu tình kia yêu lại sanh yêu, nên biết đây là một hướng đáng yêu, hoặc đối hữu tình ghét lại sanh ghét, đây là một hướng đáng ghét, hoặc đối hữu tình yêu rồi sanh ghét, hoặc đối hữu tình ghét rồi sanh yêu, đây gọi là vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Tuy có rất nhiều nhân duyên sai biệt như vậy, nhưng ý chính chỉ gom vào ba loại sai biệt. Lại tùy quán ác hạnh kia, ở hiện pháp có quá hoạn, ở đương lai có quá hoạn, cho nên xa lìa tu tập diệu hạnh. Nếu ở nơi sáu xứ do tất cả môn đều bị chế trách, đây gọi là ở hiện pháp có quá hoạn, do nhân duyên đây đọa nơi đường ác, đây gọi là ở đương lai có quá hoạn. Trong đây kẻ bị người chế trách đó là ngoại đạo. Những người thế gian thông mẫn khác nghe đến sự xấu ác kia đều cùng chê trách, để biết còn lại tức như đã thuyết. Lại trong đây nói tu niệm trụ là niệm giác phần vết thương mới phát khởi ở tại dị sanh địa, lớp lớp tu tập ở tại hữu học địa, tu viên mãn ở tại phù học địa, tu tập giác phần chưa chứng đắc đoạn giới, nên nơi lúc đang hy cầu đoạn giới đây gọi là nương viễn ly, chưa chứng đắc vô dục giới, lúc đang hy cầu vô dục giới đây gọi là nương ly dục, chưa chứng đắc diệt giới, lúc đang hy cầu diệt giới đây gọi là nương nơi diệt. Tu giác phần buông xả sự hạ liệt, và tu giác phần hồi hướng thắng diệu nên gọi là buông xả hồi hướng. Lại bí xô giữ gìn các căn có tảng có quý, do nhân duyên đầy hổ thẹn đối với hạnh ác, tu tập diệu hạnh, do tu tập diệu hạnh nên không biến đổi hối hận, do không biến đổi hối hận nên phát sanh hoàn hỷ, lấy đây làm tiền dẫn tâm đắc chánh định. Vì tâm chánh định nên năng kiến như thật, vì kiến như thật nên mình và giải thoát thải đều viên mãn, nên biết gọi đây gọi là thứ lớp tu hành. Lại nữa có sa môn hoặc bà la môn tự mình không thể khéo tu các căn, mà lại không như lý, vì người thi thiết pháp khéo tu căn chỉ chấp thủ kiến, buông xả chỗ có các cảnh giới gọi là phòng hộ các căn, nhưng tự thân mình đối với các chúng đệ tử sanh nhiễm đám sâu, một phần khởi yêu một phần sanh ghét,
tức là đối với giáo thuận nghịch, nhân duyên thường hiện hành ý thích, không thích. Nên ở nơi điều nhỏ nhặt đây, tự mình đã tạp nhiễm, không thể dùng tọa như thật ngộ nhập. Nhưng kẻ kia tự cho là năng khéo tu các căn nên phát khởi tăng thượng mạn. Các kẻ thuận theo kiến như vậy, tuy khiến căn để các cảnh giới, một mình ở chốn à làn nhã mà lại duyên cảnh kia, phát khởi trùng trùng tầm tư tạp nhiễm, không đủ trí huệ để tự mình ngộ nhập. Đây cũng không được gọi là khéo tu các căn. Lại cũng không vì khéo tu các căn mà sinh tu chánh hạnh, chỉ tin theo lời nói của người phát khởi tà tin hiểu cùng với tà mạn. Chư Phật Như Lai vì các đệ tử như lý thi thiết luận đoạn trừ phiền não nên gọi là khéo tu căn, không phải chỉ một hướng là trái nghịch buông xả chỗ có các cảnh giới. Lại chư Như Lai với ba chủng bất cộng niệm trụ khéo trụ nơi tâm nên không nhiễm trước các chúng đệ tử, đó là đối với các chúng đệ tử hành chánh hạnh nhiều ý hoàn diệt hoàn duyệt hiện hành, và đối với chúng hành tà hạnh ý không hoàn duyệt. Do đây các phát sanh tham dục tạp nhiễm và sân khỏe tạp nhiễm đều không chỗ có. Do nhân duyên đây, tùy cùng đệ tử đoạn trừ phiền não mà được gọi là khéo tu các căn, không gì vượt hơn. Lại tu căn đây nương năm phần chúng có sự sai biệt, nên cũng có năm chuyển sai biệt, đó là Phật Thế Tôn, hoặc có một đệ tử một hướng chánh hạnh, cũng rốt ráo chánh hạnh, gọi là chúng thứ nhất. Hoặc có đệ tử một hướng phóng dật, cũng rốt ráo phóng dật, gọi là chúng thứ hai. Hoặc có đệ tử tu hành chánh hạnh mà không rốt ráo chánh hạnh, gọi là chúng thứ ba. Hoặc có đệ tử hành tà hạnh mà không rốt ráo tà hạnh, gọi là chúng thứ tư. Hoặc có đệ tử có nhiều chủng phẩm loại, một phần hành chánh hạnh, một phần hành phóng dật, một phần hành hoặc có lúc phóng dật, hoặc có lúc không phóng dật, gọi là chúng thứ năm. Trong đây, Như Lai đẹp lòng vừa ý, tán thán đối với các chúng đệ tử ở trong pháp thiện thuyết tỉ nại ra, vì tu các căn thành tựu viên mãn mà tu chánh hạnh. Lại có một chúng Như Lai chẳng đẹp lòng vừa ý, đó là đối với các đệ tử hành tà hạnh hoặc không tu hành. Cho nên Như Lai quán chúng thứ nhất sanh khởi duyệt ý, quán chúng thứ hai sanh khởi không duyệt ý, quán chúng thứ ba vừa sanh khởi duyệt ý cũng vừa không duyệt ý, quán chúng thứ tư sanh khởi không duyệt ý, sanh khởi duyệt ý, quán chúng thứ năm sanh khởi duyệt ý, sanh khởi không duyệt ý, cũng lại sanh khởi duyệt không duyệt ý. Tuy Như Lai đối với năm chúng đây phát khởi năm chuyển duyệt ý và không duyệt ý sai biệt như vậy, nhưng chư Như Lai chọn không bị sự nhiễm ô của hành tướng ái khỏe kia, bởi chư Như Lai đã vĩnh viễn lìa trói buộc của các phiền não, kể cả tập khí đã khéo tu căn, nên Như Lai lấy sự vĩnh viễn đoạn diệt tất cả phiền não, kể cả tập khí làm chỗ nương, năng khéo an trụ niệm. Đối với chúng đệ tử không có tạp nhiễm nên gọi là năm chuyển tu căn không gì vượt hơn. Lại ở tất cả năm chuyển như vậy, tùy chỗ thích hợp phải tránh tư duy năm chủng đối trị: một tưởng vô thường, hai tử tâm, ba vô tướng định. Ba chủng như vậy tùy chỗ thích hợp mà biết tướng đầy. Lại chư Phật Thế Tôn và đệ tử vô học, việc làm đã xong gọi là đã tu căn. Các vị kia trong đêm dài vui niết bàn, tùy gặp một trong số cảnh tướng các hữu tình hiện tại tiền như trước đã nói, hoặc thuần đáng yêu, hoặc thuần đáng ghét, hoặc tạp lẫn, nhiều loại thông cả đáng yêu và đáng ghét. Nhưng các vị kia do đã vĩnh viễn lìa tham sân si và do đạt đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát, lực tăng thượng, cũng tức do vô tướng khiến tâm đối với hữu tình kia nhanh chóng xả bỏ, và do ý lạc nên ở nơi các cảnh giới khởi tưởng nhàm chán trái lìa là đối với niết bàn thấy thắng công đức tịch tĩnh, như vậy chóng năng an trụ nơi xả. Do nhờ duyên đầy trong khoảnh sát na, thất niệm cũng không khiến tâm tạp nhiễm ô sành khỏi được, nên biết khéo tu tập ngang đây gọi là khéo tu căn. Nếu là các bậc hữu học vì chưa thể nhanh chóng an trụ nơi xả, phiền não xót thừa lại được tiếp nối huân tập khiến thành tạp uế, lại vì ở trong tất cả ba cảnh chuyển tăng thêm ghét khiến va khỏi phiền não. Nếu lúc phiền não hiện hành bức bách, phải năng phương tiện trụ tưởng nhàm chán xa lìa và tưởng quá hoạn, tu hành như vậy năng khiến tu căn nhanh chóng được viên mãn, cho nên thuyết kia gọi là bậc chánh hạnh. Như vậy nên biết ở trong pháp thiện thuyết tỉ nại gia có bậc đại sư diệu khéo, các chúng đệ tử năng tu chánh hạnh đạt được nghĩa nên đắc. Lại nữa, luận sư vô ngã được có ba việc làm chân chánh. Những gì là ba? Ở nơi khổ đế tập đế, nhiếp lấy tự tướng cộng tướng của các hành, nên chân chánh hiện rõ an lạc vô ngã. Nên biết trong đây, vì tánh các hành nhiều nhóm, mỗi mỗi riêng khác là hiện rõ tự tướng, vì khai thị tánh các hành sanh diệt giống nhau là hiện rõ cộng tướng. Đây gọi là việc làm chân chánh thứ nhất.
Lại ở nơi vô ngã chỉ có nhân hành, như thật hiển rõ chỗ có tạp nhiễm thành tịnh, nên biết đức đầy hiển rõ. Ở nơi ba chủng thọ duyên sanh, ba chủng phiền não tùy miên, chưa thể vĩnh viễn đoạn trừ. Đó là ở nơi kiến đạo ngã kiến tùy miên, chưa thể khiển trừ. Ở nơi tu đạo ngã mạn tùy miên, cũng chưa thể vĩnh viễn khiển trừ. Ở nơi phẩm kiến mạn, năng phát khởi vô minh cũng chưa vĩnh viễn đoạn trừ. Chưa năng sanh khởi minh đối trị kia, cho nên chẳng năng đạt đến ngàn mé khổ. Như vậy gọi là hiển thị tạp nhiễm. Trái với tướng đây, nên biết tức là hiển thị thành tịnh, đây gọi là việc làm chân chánh thứ hai. Lại ở nơi các hành đoạn trừ tăng ích ngã thân kiến, năng chân chánh nắm giữ chánh kiến vô ngã, như thật hiển rõ tương ứng thành tịnh. Kiến vô ngã đây ở tại vị dị sanh, năng chánh nhiếp thọ thánh đế hiện quán, tại năng chứng đắc các thánh ngoại nhãn. Ở vị hữu học, năng đắc địa vị cao hơn là tận trí và vô sanh trí. Ở vị vô học, năng kiến tất cả sở hữu phiền não, kiến tù sở đoạn của học và vô học, vĩnh viễn đạo trừ không sót thừa. Cho nên phải biết kiến vô ngã đây năng kiến thành tịnh, nên phải hiển rõ, đây gọi là việc làm chân chánh thứ ba. Lại nữa, người trụ chánh pháp thành tựu chánh kiến đa phần thế gian mà được định, nên biết lược có năm chủng quả chánh gia hạnh thù thắng được khen ngợi là có lợi ích so với người trụ chánh pháp thành tựu chánh kiến đa phần thế gian mà không định. Những gì là năm? Một, người trụ chánh pháp do tâm chưa được định nên chi samatha giới chưa thành tịnh, cũng chưa sáng sạch. Người trụ chánh pháp ở nơi sự tu đây tâm đã được định nên thành tịnh sáng sạch, nên biết đây gọi là quả chánh gia hạnh thù thắng thứ nhất được khen ngợi là có lợi ích. Hai, người tâm chưa được định ở nơi tất cả thọ bao gồm sở y sở duyên trợ bạn lưu truyền mà không như thật biết, do không thật biết nên chạm đến ba chủng vô trí là nhân quá hoạn. Những gì là ba? Một, quá hoạn do thọ tạp nhiễm gây ra. Hai, quá hoạn do đời tạp nhiễm gây ra. Ba, quá hoạn do hiện pháp hậu pháp tạp nhiễm gây ra. Nên biết trong đầy quá hoạn do thọ tạp nhiễm gây ra đó là kẻ ngu xỉ, ở nơi thọ lạc đầy bị lôi kéo chuyển theo, tùy nhiễm theo đó có phược tham ái. Ở nơi thọ khổ có phược sân khỏe, ở nơi thọ không khổ không lạc có phược ưu ái và phược tùy miên, thì có ngu si ngủ ngầm vậy. Quá hoạn do đời tạp nhiễm gây ra đó là kẻ ngu si ở đời hiện tại có phược tham nhiễm, ở đời quá khứ có phược luyến tiếc, ở đời vị lai có phược hệ buộc tâm. Quá hoạn do hiện pháp hậu pháp tạp nhiễm gây ra đó là kẻ kia từng bị tạp nhiễm như vậy, vì ở nơi đời ở nơi thọ có tạp nhiễm năng sanh trưởng chiêu cảm nghiệp hậu hữu, do đây càng giúp cho các uẩn hậu hữu khiến chúng được sanh, lại năng tăng trưởng sở hữu tham ái, đó là ái hậu hữu và ái tiền của. Vì ái hậu hữu nên năng sanh sở hữu tự thể đường lai, vì ái tiền của nên lúc truy cầu sanh quá mỏi nhọc, nếu được cảnh giới liền sanh nhiễm não, nếu không thu được không như điều mong muốn liền bị tự thiêu đốt, nếu được rồi mất liền bị sự tổn hại của sầu não tà thán. Như vậy gọi là quá hoạn hiện pháp, hoặc vì kẻ kia gây tạo và tăng trưởng các việc như trên, năng chiều cảm các nghiệp phiền não hậu hữu lực tăng thượng, nên phát khởi các khổ sai biệt, sanh lão bệnh tử ở tương lai. Như vậy gọi là quá hoạn hậu pháp, người có tâm định trái với tất cả tướng trên. Nên biết đây gọi là quả chánh gia hạnh thủ thắng thứ hai. Còn lại, như trước đã thuyết, ba, người tâm chưa định nên có các quá hoạn do vô trí gây ra, hoặc cho mình hoặc cho người mà không như thật biết. Người tâm định đối với các việc kia đều năng như thật rõ biết, nên biết đây gọi là quả chánh gia hạnh thù thắng thứ ba. Còn lại như trước thuyết. 4. Người tâm đã được định ở nơi các quá hoạn đã như thật rõ biết, liền nhập tu địa, tức tu tập chánh kiến tương ưng vô ngã trước đã đắc. Do tu tập như vậy, ở trong hai thời nương đoạn giới và vô dục giới, tất cả pháp bồ đề phần trên đều chưa viên mãn, nên biết đây gọi là quả chánh gia hạnh thù thắng thứ tư. Còn lại như trước thuyết. 5. Người tâm đã được định sở hữu đa văn do phần chi đi bát xá na làm trợ bạn, vì kia năng nhiếp thọ thắng tảng ma địa, năng tịnh tu trị đi bát xá na. Do nhân duyên đây hai chủng chỉ quán chuyển vận song song, người tâm chưa định nên biết đa văn và chỉ đi bát xá na đều thiếu sót, nên biết đây là quả chánh gia hạnh thủ thắng thứ năm được khen ngợi là có lợi ích. Như vậy so với người trụ chánh pháp thành tựu chánh kiến đa văn thế gian mà không định, thì người trụ chánh pháp thành tựu chánh kiến đa văn thế gian
mà được định có được 5 quả giá hạnh thù thắng vượt hơn. Nói tóm lại, vị kia đã thu được thắng Samatha Tỷ Bát Xá Na, đường đoạn giới đối với điều nên biết khắp, năng trần tránh biết khắp, điều nên vĩnh viễn đoạn, năng trần tránh vĩnh viễn đoạn, điều nên đắc chứng, năng trần tránh đắc chứng, điều nên tu tập, năng trần tránh tu tập. Vị kia, nương vô dục giới, ở nơi tất cả điều trên, đều đã biết, đã đoạn, đã chứng, đã tu, ở nơi sắc sở y, và danh năng y tránh biết, đã biết, ở nơi vô minh sở y, và hữu ái năng y tránh đoạn, đã đoạn, ở nơi trí minh tịnh sở y, và giải thoát đoạn phiền não tăng y tránh chứng, đã chứng, ở nơi Samatha sở y, và tỷ bát xá na, năng y tránh tu, đã tu. Lại nữa có hai pháp kiến, một pháp kiến hữu vi, hai pháp kiến vô vi. Một pháp kiến hữu vi là ở nơi sở y xứ đế và tự tánh đế đều như thật biết. Sao gọi là ở nơi sở y xứ đế là danh sắc và trời người, hữu tình số vật. Sao gọi là tự tánh đế là thế tục đế và thắng nghĩa đế. Thế tục đế là ở nơi sở y xứ của đế kia mà giả tưởng an lập ngã và hữu tình cho đến mạng giả, sanh giả. Lại tự xưng rằng mắt ta thấy sắc cho đến ý ta biết pháp. Lại phát khởi ngôn thuyết có dành như vậy cho đến thọ lượng giới hạn như vậy như trước đã nói rộng. Nên biết trong đây chỉ có giả tưởng, chỉ có giả tự xưng, chỉ có giả ngôn thuyết, chỗ có tánh tướng tác dụng sai biệt gọi là thế tục đế. Thắng nghĩa đế tức ở nơi sở y xứ của đế kia có tánh vô thường, nói rộng cho đến có tánh duyên sanh như trước đã nói. Như có tánh vô thường thì có tánh khổ, nên biết cũng vậy. Nếu ở nơi sở y xứ đế là thắng nghĩa đế và thế tục đế như vậy, như thật rõ biết thế tục đế là thế tục đế, như thật rõ biết thắng nghĩa đế là thắng nghĩa đế, như vậy gọi là pháp kiến hữu vi. Nếu bí xô thành tựu pháp kiến hữu vi ngang đây, được gọi là đầy đủ viên mãn. Hai pháp kiến vô vi tức là ở nơi sở y xứ của đế kia đã được hai chủng đế thiện xảo, do thiện xảo đầy lực tăng thượng, nên ở nơi tất cả y tận diệt niết bàn thấy sầu tịch tĩnh, nơi tầm hướng đến chứng nhập cho đến giải thoát như trước đã nói rộng. Như vậy gọi là pháp kiến vô vi. Nếu bí xô thành tựu pháp kiến vô vi thì ngang đây được gọi là đầy đủ viên mãn. Lại pháp kiến đây để biết ba chủng bồ đạc già la đều thành tựu được. Một kẻ dị sanh tùy pháp hành pháp tâm đã đắc định, thức thông tuệ nhạy bén rộng lớn, năng như chánh lý quan sát các pháp. Hai bậc hữu học đã kiến đế tích, và bậc vô học các lậu vĩnh viễn tận. Lại nữa, nếu có người hy cầu sự hưng thạnh tốt đẹp của người trời, tự phát thệ nguyện hành phạm hạnh, nên biết người trời kia có hai chủng lỗi lầm họa hoạn. Những gì là hai? Một, các thứ khổ do phiền não phát sanh. Hai, các thứ khổ do vô thường phát sanh. Một, các thứ khổ do phiền não phát sanh ở cõi người, cõi trời, trú trong cảnh giới ái, vì nương đời hiện tại, trú trong cảnh giới lạc, vì nương đời quá khứ, trú trong cảnh giới hân, vì đời hiện tại nương cảnh quá khứ sanh vui thích, trú trong cảnh giới hỷ, vì ở đời vị lai nương cảnh hiện tại sanh vui thích. Nếu ở trong cảnh ba đời như vậy mà trụ nhiễm ô, nên biết kia có các khổ do mong muốn bị thiếu thốn và các khổ sanh lão, đây gọi là quá hoạn của các thứ khổ do sanh khỏi phiền não gây ra. Hai, các thứ khổ do vô thường phát sanh, vì thuận theo xứ lạc nên biết lúc đầy hoại mất phát khởi khổ biến hoại, vì thuận theo xứ khổ hiện tại tiền nên phát khởi khổ chán lìa, vì tất cả tự thể đến lúc chết đều hoại diệt nên có khổ hoại diệt, nên biết đây gọi là các thứ khổ do ba chủng vô thường gây ra. Trong đây Như Lai siêu vượt hai chủng quá hoạn như vậy, trụ một hướng an lạc, tức ở nơi sự an lạc đây phải biết, phải như thật biết, đã biết an lạc rồi lại nên như thật biết phương tiện lạc. Sao gọi là an lạc? Là tất cả cảnh tương ứng vĩnh viễn tận, vô thượng an ổn, tức hữu dư y bát niết bàn giới. Sao gọi là phương tiện? Tức là như trước đã thuyết ở nơi năm chủng thọ mà phát khởi năm truyền diệu trí như thật. Nếu các thành văn xả bỏ bậc đại sư đã chứng đắc siêu vượt diệu lạc trời người mà hiệu cầu lạc trời người hạ liệt, nên biết người kia ở chỗ các bậc trí bị nhiều sự hủy chê, cũng chính là tự khi dối mình. Lại nữa Út Đà Nam nói, nhất trụ xa niết bàn, được thuyết nội sở chứng, biện tất cả tướng trí, xả điều học nghiệp thầy, không tùy hành hàng trụ, thầy trò hai viên mãn. Do hai nhân duyên, nên biết gọi là hữu và trụ thứ hai, đó là vì hữu ái,
và vì muốn sanh khỏi tự thể thứ hai nên lãnh thọ tập nhân, tự thể đầy diệt tự thể thứ hai kế tiếp sanh khỏi. Sao gọi là hữu ái? Là các cảnh giới sở duyên khả ái sắp được hiện tiền. Ban đầu sanh khởi nhiễm ô vui thích gọi là có hỷ lạc. Từ đây về sau cho đến trừ được cảnh giới, chủ nhờ đăng ý tư duy đối với kia. Giả sử đã được mà chưa thọ dụng, ở khoảng giữa đây, tức do hỷ lạc được tăng thượng, nên trụ nhiễm ô vui thích gọi là có hoan hỷ. Vào lúc thọ dụng sanh nhiều tham ái gọi là có nhiễm trước, nên gọi là hữu ái. Lại vì ở vị lai khởi hy cầu, cùng với cảnh giới đã được sanh lãnh nạp, nên gọi là có hỷ lạc. Vì đời quá khứ theo đó nhớ nghĩ nên gọi là có hoan hỷ. Vì đối với cảnh giới đã thù được, vào lúc đang thọ dụng phát sanh tham ái nên gọi là có nhiễm trước, nếu vậy gọi là sai biệt thứ hai. Sao gọi là muốn sanh khỏi tự thể thứ hai, tức là hỷ lạc làm tập nhân, nên đời đường lai sanh lão làm gốc khiến các thứ khổ sanh khỏi. Trái với tướng đây nên biết gọi là không trụ thứ hai. Lại nữa, có hai chủng pháp lại xoay vần trái nhau là phiền não và niết bàn. Cho nên lúc rời vào pháp tạp nhiễm rồi, tức liền thuận theo hậu hữu mà chuyển. Lúc thuận theo hậu hữu mà chuyển nên biết gọi là bỏ xa niết bàn. Lại nữa, có sáu chủng hành tướng hiển hiện thấp hèn của Bồ Đạc Già La Sĩ Phu. Một, tánh nhiều giận ghét. Hai, làm việc thiếu suy nghĩ. Ba, thích bức não người. Bốn, nếu gặp phải khổ liền phát lời nói không chân thật lại thô ác. Năm, hoặc phát lời nói chân thật mà năng dẫn thô ác phù nghĩa. 6. Nhân đầy chuyển chuyển phát khởi vô lượng lời ác sai khác, không chỉ dùng ít tưởng ngữ mà năng thỏa mãn. Do hai nhân duyên, nếu người xuất gia tình truyền thọ hành, nhanh chóng năng chứng được nghĩa lợi sa môn, khiến người chưa tín sanh tịnh tín, khiến người đã tín càng thêm tăng trưởng. Sao gọi là hai? Một, nhẫn nhục, tức là đối với người oán hại chọn không phản trả. Hai, nhu hòa, tức là tâm không giận hờn, tánh không xúc não người. Lại nữa, Như Lai lược nương hai xứ mà thuyết giáo vô giới. Một, thuyết giáo hữu dư y niết bàn giới. Hai, thuyết giáo vô dư y niết bàn giới. Nếu do phiền não được đoạn trừ như thế, gọi là Bồ Đạc Già La thành tựu đoạn, không cấu thành phiền não, cho nên không trụ quả phiền não các khổ hậu hữu. Nên biết đây gọi là thuyết giáo hữu dư y niết bàn giới. Nếu do không trụ quả phiền não các khổ hậu hữu như vậy, tiếp tục cho đến thọ tận, lúc mạng chung tất cả sự y còn lại đều không sót thừa. Không trụ thần đầy, không trụ thần khác, không trụ trùng hữu, chứng đắc tất cả các ngàn mé khổ. Nên biết đây gọi là thuyết giáo vô dư y niết bàn giới. Lược có ba chủng nhân, nên có được lược nhớ nghĩ mạnh mẽ. Một, do tuổi trẻ cường tráng mạnh mẽ. Hai, do đời trước đã từng xuyên suốt huân tập. Ba, do huệ pháp lớp lớp tập. Lại nữa, do năm chủng tướng nên biết niết bàn là pháp nội chứng. Đó là vì lìa tín cho đến vì lìa kiến thầm sát nhẫn. Nên biết như trước đã thuyết, đó là ở hiện pháp bên trong mỗi mũi riêng khác, trong ngoài tăng thượng phát sanh tạp nhiễm, như thật rõ biết là có và chẳng phải có. Lại nữa, do ba nhân duyên hiển thị chư Phật vô thượng Bồ Đề. Một, vì giác liễu tất cả cảnh. Hai, vì giác liễu có và chẳng phải có đúng như sự thật. Ba, vì giác liễu hai phẩm nhiễm tịnh của tất cả pháp, cho nên người ở nơi ba xứ sai khác như vậy mà thỉnh hỏi Đức Thế Tôn. Lại nữa, các pháp hữu vi lúc cầu hữu chuyển chuyển khiến tâm mê loạn, năng khiến ở nơi tướng ta chấp thủ phân biệt. Cho nên Như Lai vì các đệ tử khai thị phân biệt, khiến ở nơi tướng kia quyết định ngộ nhập không điền đảo, tức vì muốn họ rõ biết tướng chân thật, cũng vì muốn họ không tự khinh dối mình, cũng vì muốn họ đối với người bình thản vô ý mà chân tránh ký biệt. Lại nữa, những người xuất gia xả bỏ các học xứ được tăng thượng, nên biết được an lập trong cảnh giới liên tiếp. Lại người xuất gia vì hủy phạm giới luật lực tăng thượng, nên biết được an lập trong số những kẻ chưa xuất gia, tâm buông xả trái nghịch, tâm trái cứng che đậy các việc làm, xa lìa tạm quý, nên là một hướng ái vị. Nếu kiên cố chấp thủ cảnh giới sở duyên, nên biết gọi kia là ái vị cùng cực. Do nhân duyên đầy với việc tụ tập các nghiệp thiện phẩm thượng, tâm trái cứng không điều nhu, không thể kham năng nghĩa. Lại tức do đầy lực tăng thượng, nên hành các ác hạnh, bên trong ôm lòng che giấu, vì gây tạo nhiều việc xấu ác nên phát sanh sự che giấu. Tất cả như vậy được nhiếp là một, gọi là ở nơi cành ái vị cùng cực, tâm trai cứng che đậy các việc làm. Lại nữa, nếu hành giả không phòng hộ giữ gìn các căn, vui nghe pháp bớt tránh liền sanh vô minh xúc, do đây sanh khỏi tác ý nhiễm ô. Vì tác ý đây lực tăng thượng, nên ở đời vị lai sở hữu quá họa do các xứ sanh khỏi không như thật biết.
Do không như thật biết quá hoạn kia nên khởi mong cầu, do mong cầu kia nên tạo tác tăng trưởng nghiệp tương ưng, do tạo tác tăng trưởng nghiệp tương ưng nên ở đời đương lai sanh khởi sáu xứ, như vậy gọi là đạo lý thuận thứ lớp. Đạo lý nghịch thứ lớp tức là sáu xứ kia lấy nghiệp làm nhân, nghiệp ái làm nhân, ái lại dùng vô minh kia làm nhân, vô minh lại dùng không như chánh lý tác ý làm nhân, tác ý bất chánh lại dùng vô minh xúc làm nhân. Lại ở trong đây, chỗ tạo nghiệp đời trước chính là nhân của hiện pháp thọ sáu xứ. Hiện pháp tạo nghiệp chính là duyên của sanh thọ sáu xứ kế tiếp, hoặc chính là thọ sáu xứ sau, do nương nhờ nghiệp ái, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Lại nữa, do hai nhân duyên khiến hậu hữu sanh khởi nghiệp hậu hữu và ái hậu hữu, nhưng chỉ nói các loại hữu tình tùy theo nghiệp mà hành, chẳng nói tùy theo ái. Vì cớ sao được có ba ái: một dục ái, hai sắc ái, ba vô sắc ái. Trong đây dục ái là bất thiện, tuy có dị thục nhưng nếu chẳng khởi làm nghiệp ác bất thiện, chọn chẳng thể cho dị thục đi vào đường ác. Nếu dục giới ái ở nơi vô minh xúc phát sanh các thọ, khi khởi mong cầu nơi cảnh đáng yêu phát sanh tham dục, nơi cảnh đáng ghét phát sanh sân khỏe, nơi cảnh đáng mê phát sanh ngu si. Do ba chủng đây lực tăng thượng nên hành nghiệp bất thiện, do nghiệp đây nên sanh vào các đường ác, chẳng phải do tham sân si chuyển kia quyết định khiến đoạn đường ác. Nhưng tức ái đây đối với sự tạo nghiệp vào lúc dị thục sanh năng làm trợ bạn. Lại do mong cầu cảnh giới khả ái lực tăng thượng nên tu hành thân ngữ ý nghiệp thiện hạnh, do đây làm nhân được sanh các cõi thiện. Trong đây các quả khả ái dị thục chỉ lẽ dụng nghiệp làm nhân dẫn sanh, không phải do tánh ái nhiễm ô. Lại hệ buộc sắc ái, hệ buộc vô sắc ái đây tuy chẳng phải bất thiện nhưng là nhiễm ô, tất cả đều không có quả dị thục. Lại tức do sắc ái, vô sắc ái đây nên gọi là kẻ ái hữu. Kẻ kia do nhân lắng nghe chánh pháp nên đối với dục giới quán là tướng thô, chứng đắc minh xúc, phát sanh như lý tăng ý thế gian. Tương ứng các thọ đều phục tham sân si dục giới, tạo tác tụ tập thành nghiệp thiện hữu lậu. Do ở khoảng đây tạo tác nghiệp kia nên được sanh kia, không phải vì đối với kia có tánh ái nhiễm ô, nhưng tức ái đây đối với sự tạo nghiệp và lúc dị thục sanh năng làm trợ bạn, cho nên chỉ nói các loại hữu tình tùy theo nghiệp mà hành, không nói tùy theo ái. Lại nữa, đối với các sự thế gian bên ngoài giả danh được tăng thượng nên cũng nói là có quả và có thọ giả kia, hoặc có lúc không thế gian hiện có được, hoặc có lúc chẳng không, như quả và thọ giả thì nhân và tác giả nên biết cũng vậy. Như vậy gọi là thế tục đế không, chẳng phải thắng nghĩa không. Nếu thuyết hàng thời tất cả các hành chỉ có nhân quả đều không thọ giả cùng với tác giả, nên biết đây gọi là thắng nghĩa đế không. Nên biết không đây lại có bảy chủng: một hậu tế không, hai tiền tế không, ba trung tế không, bốn thường không, năm ngã không, sáu thọ giả không, bảy tác giả không. Nên biết trong đây không có các hành ở đời vị lai thật có hành tụ tự tánh an lập, các hành khi sanh từ kia mà đến. Nếu có việc kia, các hành kia ở đời vị lai chẳng nên sanh, bởi lẽ tự tánh các hành đã thật có, lại chẳng nên có vô thường khá được. Đã có vô thường khá được cho nên nên biết các hành khi sanh không từ đâu lại, xưa không nay có, để gọi là hậu tế không. Lại không có các hành ở đời quá khứ có thật hành tụ tự tánh an lập, các hành sanh rồi diệt rồi qua đến kia tích tập trụ vững. Nếu có việc kia không nên thế thiết các hành có diệt, bởi lẽ quá khứ hành tụ tự tánh nghiễm nhiên thường an trụ vậy. Nếu các hành đã không có diệt thì tự tánh vô thường của kia lẽ chẳng thể biết, nhưng đã có thể biết, cho nên các hành với khi đang diệt đều không chỗ đến, tích tập trụ vững có rồi tan diệt, không đợi nhân khác tự nhiên hoại diệt, đây gọi là tiền tế không. Lại ở trong hành sát na sanh diệt chỉ có các hành tạm thời có được, trong đây đều không hành khác khá được, cũng không có vật riêng, đây gọi là trung tế không. Nên biết cũng là thường không và ngã không. Vì dụng vô ngã nên tánh quả các hành không, không có thọ giả, và tánh nhân nghiệp hành không, không có tác giả, như vậy gọi là thọ giả và tác giả hai chủng đều không. Vì tác giả thọ giả không chỗ có, chỉ có các hành về trước sanh diệt, chỉ có các hành về sau sanh sanh, ở trung gian đều không xả, trước sanh không thủ sau sanh. Cho nên thuyết rằng chỉ có các pháp để các duyên sanh năng sanh các pháp,
Lại tất cả pháp đều không có tác dụng, không có chút pháp đằng sanh chút pháp, cho nên thuyết rằng đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh. Duy chỉ ở trong pháp nhân quả kia nương thế tục đế mà giả lập tác dụng để tuyển thuyết pháp đây đằng sanh pháp kia. Lại nữa, có năm chủng tướng ở nơi cảnh giới sở duyên đang thuận theo hỷ, đó là thuận theo đó mà hành thâm tâm vui thích, không như chánh lý mà lại chấp thủ tướng phát sanh tham dục, khởi nhiều tâm tư phương tiện tìm cầu, nhân đây rộng hành phước, hành phi phước. Như ở nơi cảnh giới sở duyên năng thuận theo hỷ, thì ở nơi cảnh giới sở duyên năng thuận theo yêu, năng thuận theo xả bỏ, như chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Nhưng đây có sự khác biệt ở chỗ, tức ở nơi cảnh giới sở duyên năng thuận yêu, thuận theo đó mà hành thâm tâm chán ghét, phát sanh sân khỏe. Ở nơi cảnh giới sở duyên năng thuận xả bỏ, thuận theo đó mà hành thâm tâm ngu muội, phát sanh ngu si, còn lại như trước thuyết. Lại nữa, các bí xô chứng A-la-hán, các lậu vĩnh viễn tận, và tất cả các cảnh sở duyên tùy thuận mà hành, hằng thời không kham cho đến lạc mất chánh niệm khiến sanh phiền não, cho nên hằng trụ an trụ không tạp nhiễm. Do nhân duyên đây gọi là hằng trụ. Đối với hằng thuận theo các phẩm hoặc hỷ hoặc yêu hoặc vui hoặc buồn, các bậc A-la-hán đều không có, cho đến trong thiện cũng không chỗ có. Lại vì hằng trụ kia rất khó hành và vì vô tội nên gọi là tối thắng, người có khả năng thành tựu cũng rất khó có, nên thuyết danh là chân thật phước điển bậc nhất và nên phụng thỉnh, cho đến nói rộng như phần nhiếp dị môn trước đã thuyết. Lại nữa, ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia, bậc đại sư và các chúng đệ tử mỗi mỗi do hai tướng mà biết được viên mãn đức. Sao gọi là do hai tướng nên biết bậc đại sư viên mãn đức? Vì nương hành loại người muốn khiến người ngộ nhập sở hữu các thọ đều là khổ, cho nên thuyết sở y thọ, thuyết nhân duyên thọ, thuyết chỗ tùy hành theo các thọ kia đang khiến tạp nhiễm, thuyết sở đối trị và năng đối trị, thuyết tất cả chủng tôn giáo xuất ly. Đây gọi là bậc đại sư viên mãn đức thứ nhất. Lại nương hành lợi mình tuyên thuyết ba chủng bất cộng niệm trụ, không trụ tạp nhiễm. Đây gọi là bậc đại sư viên mãn đức thứ hai. Sao gọi là do hai tướng nên biết đệ tử viên mãn đức? Đối với vô lượng giáo pháp của Như Lai đã năng rõ biết mà chưa được nghe môn đến bờ kia, vì đến bờ kia cần phải tu hành tùy pháp hành pháp, chứng đắc xuất ly, không phải chỉ thọ trì mà cho là vui đủ. Đã rõ biết rồi như lý tu hành tùy pháp hành pháp, không chỉ theo âm thanh ngôn ngữ đã thuyết cho là rốt ráo. Đây gọi là chúng đệ tử viên mãn đức thứ nhất. Tu hành tùy pháp hành pháp như vậy, chẳng lấy chút phần thấp hèn mà sanh vui đủ. Cần phải hướng đến địa của sự hiền từ mẫn tiệp, trượng phu, quyết định sẽ hoạch đắc những điều cần đắc. Đây gọi là các chúng đệ tử viên mãn đức thứ hai. Lại nữa, ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia, lại do ba tướng nên biết đại sư viên mãn đức, lại do hai tướng nên biết chúng đệ tử viên mãn đức. Sao gọi là ba tướng nên biết bậc đại sư viên mãn đức? Chư Phật Thế Tôn vì các đệ tử trước tiên tránh hành trung đạo xa lìa hai biên, đây là bậc đại sư viên mãn đức thứ nhất. Lại kẻ chưa sanh tịnh tín, kẻ có hủy phạm đối với thánh giáo thì dùng tránh phương tiện khiến nhập thánh giáo, khiến xa lìa các hủy phạm, đây gọi là bậc đại sư viên mãn đức thứ hai. Lại người kia đã được nhập thánh giáo, dùng bốn pháp nhiếp để chân tránh nhiếp thọ, đây gọi là bậc đại sư viên mãn đức thứ ba. Bốn chủ pháp nhiếp: một, đối với người ẩn kín dụng nhàn tĩnh như pháp mà dạy trao, không dùng phi pháp. Hai, đối với người trái phạm dụng khổ như pháp, dùng lời thân thiết hiện tiền của trách trị phạt đuổi bỏ, không phải không như pháp. Ba, đối với người tầm tư nương tựa vui thích nơi giáo pháp nên khiến bên trong siêng tù tịch tĩnh. Bốn, khiến thời thời lắng nghe chánh pháp thường không bỏ phế, lại khiến xa lìa tương tự chánh pháp và khiến đối trị việc xả bỏ chánh hạnh. Nên biết đối với người ẩn kín năng dùng dạy trào nhà tĩnh như pháp mà dẫn dắt. Đối với người thật hủy phạm, nếu tránh rõ biết phải của trách mới năng điều phục, thầy dùng lời như pháp hiện tiền của trách, tâm không tạp nhiễm. Đối với người tầm tư phương tiện khiến đầy được quyết liễu. Đối với kẻ nổi trôi theo nằm rượu dục, cho kia biết được lỗi lầm họa hoạn khiến danh nhàm chán xa lìa, thứ lớp tu học cho đến chứng nhập đệ tứ tịnh lự. Đối với người tầm tư nương tựa vui thích giáo pháp, năng khiến kia bên trong chốt giáo tịch tĩnh, đã tự mình không bị nhiệt não, cũng khiến nhiếp thủ người, nên biết đây gọi là thời thời lắng nghe chánh pháp thường không phế bỏ. Sao gọi là hai tướng khiến chúng đệ tử viên mãn đức? Các đệ tử ban đầu nhẫn thọ sở kiến của đại sư, tức là kiến ở trong các pháp không vô ngã,
do nhân duyên đầy ở trong các pháp chẳng tăng ích ngã khởi tà chấp đắm, cũng chẳng hủy hoại đạo lý thế tục. Vì ý lạc thù thắng nên không đuổi theo kia, vì tùy thuận ngôn thuyết nên cũng không xa lìa kia. Đây gọi là chúng đệ tử viên mãn đức thứ nhất. Lại kia, ở nơi kiến đã nhẫn thọ rồi, năng tránh tu hành, tùy pháp hành pháp, lúc được sự nhiếp thọ của bốn pháp nhiếp, nếu các pháp kia có khổ, có hại, nhưng thật rõ biết, năng chóng đoạn diệt. Nếu các pháp kia không khổ không hại, nhưng thật rõ biết, năng chóng tác chứng. Đây gọi là chúng đệ tử viên mãn đức thứ hai. Như vậy trong thánh giáo chư Phật, chỗ nhiếp thọ của bậc đại sư và chúng đệ tử nên biết một hướng vô nhiễm thành tịnh là chỗ hướng đến quay về của các bậc thông tuệ.